Vâng, và đến với chương trình cũng như cộng tác với Fire Music từ khi anh trở định cư tại USA. Một lần nữa, tối hôm nay Leon rất là hân hạnh được biết cũng như được làm việc với anh do sự giới thiệu thân thiết của Fire Music. Xin mời quý vị cùng với Leon hướng về sân khấu với một tiếng hát của nam danh ca Anh Khoa. Xin kính chào quý vị, rất vui mừng gặp lại quý vị, các chị, các bạn có mặt đông đủ như đây hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Sau đây là một bài hát tôi xin gửi đến quý vị, các chị, các bạn, một bài hát mà tôi rất là thích và tôi hy vọng rằng quý vị cũng thích như tôi vậy. Đó là bài hát của Ngô Thị Miên, bài Tình Ca Cho Em. Xin cảm ơn quý vị. Mãi người thôi.
Hồi nãy giờ quý vị, các chị, các bạn nghe anh Leon rồi nghe cô Hương Thủy hát như bài hát Việt Nam, và vừa rồi tôi cũng hát một bài hát rất là tình tứ. Sau đây là một bài hát để thay đổi không khí, bài hát của ca nhạc sĩ Lobo, How Can I Tell Her, nói sao cho em hiểu, xin tặng quý vị. Xin quý vị các bạn cho một tràng pháo tay cho ban nhạc. Khóc thương cho anh, nàng vui khi thấy anh cười, sầu héo khi anh buồn vương, và khi anh sống trong âm thầm, nàng đã xóa hết yêu tư. Đâu em có biết nàng, đôi khi thấy anh yêu phiền, nàng đã xóa tan đi, dù rằng lòng anh vẫn ân hận rằng anh đã sống với em thơ. Anh luôn mong nói cho em hiểu rằng những ước muốn thầm kín trong tim, thế nhưng nghĩ thấy khó nói đến nào. All right, everybody sing together. Nhận hồn anh vẫn mơ mộng tới bông giăng ai ngày đêm. Anh mong nói cho em biết gió bông giăng ai kia, thế nhưng nghĩ thấy con nói đến. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell about you? One more time, man.
Xin quý vị đứng lại sàn nhảy và với tiết tấu cha cha cha. Xin cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ quý vị muốn khóa hát nhạc êm hay là nhạc giật? Nhạc gì? Disco phải không? Rồi chơi luôn. Mời quý vị các bạn ra sàn nhảy disco. Your heart, not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far, far away, you near me. Love me with all of your heart. That I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start. With every beat of your heart. The band play. Bây giờ hồi nãy giờ hát mấy bài giật giật rồi. Bây giờ Khoa xin tặng quý vị một bài hát mà ở trong CD đầu tiên của Khoa. Bài hát Khúc Thị Du. Quý vị đồng ý không nào? Ok, thank you. Solo kêu chuyển qua bài hát cuối cùng luôn nha. Không tập không luôn. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi mà tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm thời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi bà tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nồng, vì sao ta lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhỏ êm mãi và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu thì bây giờ về đâu. Này em ơi, con đường em đi đâu, con đường em theo đâu, sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đâu, con đường em theo đâu, đúng hay sao em. Xa nhau rồi thiên đường tôi lỡ, cho thần tiếng chấp cánh, cho đâu người tình xin. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em thôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì. Về bên kia Tết ơi, ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi bà tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nồng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhỏ êm mãi và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu thủy bây giờ về đâu, thủy bây giờ về đâu. Tôi là chim bói ca, em là ánh trăng ngà, chỉ cánh một mặt hồ mà muôn trùng chia xa. Thủy bây giờ về đâu, tôi là chim bói ca, em là ánh trăng ngà, chỉ cánh một mặt hồ mà muôn trùng chia xa. Xin cảm ơn quý vị.